Okay. Để chúng ta sẽ qua một phần khác, nhưng một phần này nó sẽ không 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 liên liên tục với cái phần này, nghĩa là cách sử dụng cái từ S như thế nào. Đó là các em. Vậy trước khi mà qua cái phần sau đó các em, thì thầy muốn ôn lại cho các em các phần vừa rồi mình học từ trước. Và nhớ là các em ôn lại bằng cách nào đó các em, là phải là gì nào, là phải hệ thống từ trên xuống dưới. Để chúng ta trước khi qua phần số 3 thì ta phải nắm lại nhé các em, là hai phần đầu tôi như thế nào. Phần số 1 là luật chung danh từ số ít của danh từ số nhiều, nhớ chưa các em? Tất cả danh từ số ít để chuyển qua danh từ nhiều ta thêm s vào, đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai, tất cả những danh từ mà ngoại lệ kèm theo đó, ví dụ danh từ tận cùng bằng s này, chữ x này, hay là ch, sh, hay là chữ g chẳng hạn, thì danh từ số từ ít như vậy chuyển danh từ số nhiều ta thêm is đằng sau, em nhớ không nào? Hoặc là kế tiếp là gì, danh từ tận cùng bằng y dài thì ta đổi y dài thành y ngắn rồi thêm is đằng sau. Nhưng nếu danh từ tận cùng y dài mà trước nó là một nguyên âm thì ta thêm s như thường thôi. Ví dụ như chữ ngày, đây thêm s vào thì ngày tháng, thế nào? Hoặc là kế tiếp là gì, danh từ tận cùng bằng chữ âu chẳng hạn, thì khi chuyển qua số nhiều ta thêm is vào đằng sau. Nhưng còn một số cái danh từ mà nó là đặc biệt riêng thì trong bài các em sẽ gặp phải, có cả số ít thêm s, có thể cả thêm is. Ví dụ chữ mosquito, con muỗi chẳng hạn, thêm s hoặc thêm is số nhiều. Đó là các em. Và các phần đằng sau đó các em cho vào. Và đặc biệt thầy chú chú trọng các em cái danh từ kép đó các em, danh từ kép, từ compound nào đấy, thì khi mà chuyển qua danh từ suýt qua danh từ số nhiều thì nhớ là gì, thêm s vào chỗ nào, thêm s vào danh từ, cái từ chính của cái danh từ đấy, của danh từ kép đó. Ví dụ bố vợ là gì nào, father in law. Vậy những người bố vợ thì sao, father thêm s vào rồi mới in law đằng sau. Đấy, chứ father là từ chính ta thêm vào. Okay. Những từ đã hết sức là cẩn thận rồi. Một số các từ đằng sau mà cái có nghĩa số nhiều và nghĩa khác nhau. Ví dụ chữ cloth chẳng hạn, thêm s vô là những miếng vải, mà cloth thêm s đằng sau có nghĩa là quần áo. Vậy những từ đó trở đi các em phải ghi chép vào hết sức cẩn thận. Thầy đó là hết sức cẩn thận bởi vì nó cần thiết lắm trong đi thi hay đụng phải. Thầy mong các em là khi nhìn bên màn hình rồi để lại ghi chép lại điều đó hết sức cần cho kem. Kem đừng coi một coi lướt lướt qua không, rồi kem không nhớ đâu. Chắc chắn kem sẽ không nhớ, thầy bảo đảm như thế. Như vậy thì phải ghi lại cẩn thận và có một hệ thống nhìn xem lại toàn bộ những từ này thầy đã ghi trên bảng cho kem. Trên màn hình kem nhìn thấy cụ thể và kem ghi lại, nhớ ghi vào sổ. Ghi vào sổ để làm gì? Để học, để ôn lại thì kem mới nhớ được. Kem không thôi chết nhá. Rồi làm bài thi uổng lắm, thì thiếu nửa điểm thôi. Mà nửa điểm đó ta có thể giải quyết được bằng cách học thêm như thế, hết sức tốt. Giả dụ các em thi mà em được thi người ta lấy 20 điểm chẳng hạn, em được 21, 22 điểm, 3 điểm thì dư mấy điểm, ôi chuyện nhỏ. Nhưng mà chẳng may các em được 19 điểm rưỡi hay 19 điểm 75, người ta không vote các em, rớt, uổng lắm các em. Mà chỗ đó ta có thể khắc phục được. Vậy những cái nào mà dễ nhất mà khắc phục được thì hãy lấy ngay điểm ngay. Còn những cái câu khó thì thôi mình đành phải thua vậy. Nhưng mà những cái từ nào có thể đến được, có thể làm được, có thể tăng điểm được thì hãy tập trung vào mỗi ngay. Và điều có nhớ được kia bằng cách là gì? Ghi chép lại trên bảng. Thì mong là những cái phần đó thì các em sẽ được điểm hơn, thêm vào các em. Đó chính là để cho các em tăng khả năng điểm cao và tăng khả năng điểm độ lên. Đó là những cái bài phần 1, phần 2 vừa rồi thầy mới đưa ra cho các em để diễn tả là để đổi một danh từ số ít qua danh từ số nhiều và những phần riêng biệt của nó. Thầy mong các em thực hiện đúng theo như thầy yêu cầu, vì yêu cầu đó có lợi cho các em. Mong các em ghi chép vào để chúng ta bước qua phần số 3. Hôm nay các em mình nhìn đến bảng, ta bước qua phần số 3 là pronunciation of the final S, là cách phát âm của danh từ, của cái từ S mà đi cuối cùng.
Đây cũng là một trong cái bài thi mà trong trong đại học, trong suốt quá trình những năm trước, người ta nhắm vào các danh từ mà tận cùng bạn có S ấy, thì đọc làm sao. Và trong bài thi mai mốt thì thầy đưa cho em bài thi đấy, thì có những cái câu hỏi mà đòi các em phải biết là nó đọc S như thế nào và như thế nào để có thể mà đọc S được, và xếp ở một loại nào để khi vô các em A, B, C em biết đánh ngay vào loại đấy. Và đây là một trong những cái mấu chốt để các em nắm được bước trước khi bước vô thi, vì nhiều câu hỏi nó gọi vào. Thí dụ thế, họ sẽ là những từ nào sau đây được phát âm bằng chữ S, thì các em phải biết cái từ nào như thế nào phát âm được. Và mời các em chúng ta bắt đầu vô phần thứ ba, pronunciation of the final S, cách phát âm của từ S cuối cùng. Trên bảng thầy chỉ đưa cho các em một bản duy nhất, the final S, chữ S cuối cùng in plural noun trong danh từ số nhiều, he pronounced in three ways, được phát âm bằng ba cách trên bảng các em. Tức là chữ S này các em được phát âm bằng ba cách. Cách đầu tiên ấy, số 1, được phát âm như là chữ S after the letters, sau những cái mẫu từ là FKPT và chữ gì S, tức là chữ F. Sau mẫu từ đó thì ta đọc là F nhớ các em, ta thêm S vào và ta đọc là S số nhiều. Ví dụ chữ F tận cùng cuối, Rups, Rups đó là cái mái nhà. Những cái mái nhà Rups thêm S vào, lúc đó ta đọc là Rups, thêm S mạnh dạn vào Rups. Hoặc cái thứ hai, Books, đấy, một quyển sách là ở book, những quyển sách là Books, đọc mạnh dạn và chỗ đó đọc là S again. Hoặc thứ ba, tận cùng bằng một chữ P, map, bản đồ chẳng hạn, những cái mặt bản đồ maps tận cùng bằng S. Hoặc cái câu kế tiếp, cat, con mèo, những con mèo cats, đọc vào tận cùng S. Hoặc chữ laughs, những cái nụ cười, laughs. Như vậy thêm S như thế đấy kìa, mà số nhiều nhưng mà nó đọc bằng chữ S và chữ S. Vậy tất cả những cái từ đó, cái loại từ đó thì các em cho vào một cỗ gọi là được phát âm là chữ S. Chữ S cuối cùng được đọc lên rõ ràng thành chữ S.